em muốn giới thiệu cho các bạn cái hoạt động của câu lạc bộ để các bạn đây có thể tham gia câu lạc bộ của em. Xin giới thiệu với mọi người là câu lạc bộ Giáp Quen là sinh hoạt vào lúc 1:30 chiều chủ nhật hàng tuần tại quán cà phê Gia Viên ở đường Văn Trung. Đây là một câu bộ là duy nhất chơi trong quán cà phê. Câu lạc bộ của em tới giờ là bao nhiêu thành viên rồi? Tới giờ thì cũng khoảng 20-30 thành viên. Wow, một cái sản lượng rất là lớn. À, thì em vừa qua thì biết thông tin là em tham gia chương trình giải phóng tài năng đó. Thì em có thể một vài cái kỷ niệm mà em tham gia từ đó không? Dạ, thì tham gia chương trình đó cũng chỉ cho vui thôi, nhưng mà không ngờ lại được còn mình lại chấm. Một cái kỷ niệm rất là vui, không phải là dạng không phải bắn với em mà là bởi với ba mẹ em bị cây cô vũ, bởi vì cả nhà em đến đây sớm nên ngồi trên khán đài cũng hơi lâu nên bị bắt vô tay quá trời. Có gia đình nè, chắc em cảm thấy sung sức hơn đúng không? Dạ. À thì giờ Kim Lan đã lên sân khấu rồi thì em có một cái điều nào đó gửi cho các bạn không? Em giới thiệu cái một ngày hôm nay cũng có một số bài, một số bản nhạc đến muốn gửi đến cho các bạn, nhưng mà được có hẹn xin gửi đến các bạn một bài. À rồi sau đây xin cho một chè